Quang tê lỗ tay bò nghe không hiểu, mở cửa chạy ra, cái bà chị bác sĩ bấm cái tạch, đổ cái đùng banh ký túc xá. Nhân lúc đó Soho liền lấy lại quả AK, bà chị bác sĩ nhanh chóng tháo còng số 8 cho Soho, sau đó song kiếm hợp bích nhắm súng vào anh trai cảnh sát, bỏ súng xuống đây anh bạn à, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại thấy thừa hai cây thôi, trứng mà đòi chọi với đá à, anh bạn, châu chấu mà đòi đá xe sao, cúi đầu xuống hết đê, rồi Soho nhanh chóng chạy đi răng lại quả bẫy trước khi mà mấy anh trai ANSP vào giải cứu hết con tin. Sao lào, mấy người dám tự ý trốn cơ à, mấy người cũng được quá he, dám trốn giữa thanh thiên bạch nhật dư lầy, mấy người tới số giới tôi rồi. Các người định để toàn bộ ký túc xá nổ tung à? Anh đúng là thằng khốn ngầm mà. Tất cả mau đứng lên hết đê, nhanh chóng đứng dậy cho tôi, trước khi mà tôi cáo. Đứng lên nhanh chóng rời khỏi đây đi, rồi nhà ăn lại cho tôi hét sọt hết cả đám bây giờ. Ở đó mà cà dề đê. Lê cái đôi chân của mình mà đi nhanh lên. Tôi giận một cái là mấy người không xong dưới tôi đâu. Thấy tôi sinh dậy chứ tôi hổng có hiền đâu nha. Anh trai lọ kia thì bắn AK, bún ốc thì hoang mang hoảng sợ vì tất cả mọi người đã bị đàn áp. Hên là mình không đi theo chứ đi theo họ là tiêu đời bún ốc này rồi. Còn cha nội bảo vệ cũng chui từ cái xó xỉnh nào ra. Đi xuống cầu thang thì cũng thấy những gì mà bún ốc đang thấy, hơi bị sợ hãi các thứ nên quay sang bóp cổ bún ốc cho đỡ sợ. Không biết cái đứa nào chủ mưu đường dây bỏ trốn này dậy ta, mau nói đi. Anh trai lọ kia đang chạy lên cầu thang thì thấy cái cảnh mà cha nội bảo vệ đang bóp cổ bún ốc. Rồi, mày lại tới số giới tao nữa rồi con trai ạ. Dám đụng vào một sợi tóc em bún ốc của tao à? Mày không thoát được đâu con trai. Tu bi con thì nhiêu. Bún ốc thấy thế cũng chạy xuống hòa mình vào đám đông. Rồi Soho và đồng chí Jo lên trên kiểm tra xem, một nút bấm của bà chị bác sĩ đã phá hoại những gì rồi. Rồi giờ này là tới phiên xử lý mấy người nè. Không có Soho ở đây là mấy người tới số hết giới tôi. Dụ này là anh cảnh sát hay bà cô chủ mưu đây? Đúng vậy, là bố mày đã chủ mưu cho họ bỏ trốn đấy thì sao lào? Dậy là mấy người đã nghe lời bà cô ư? Không phải đâu, là tôi đã ra ngoài trước, hôm nay là đám tang của anh trai tôi rất muốn đến đó nên tôi đã trốn ra ngoài. Lại là vấn đề của cô nữa à? Tại vì cô mà thân phận của tôi đã bị bại lộ. Làm sao mà bác sĩ có thể là gián điệp chứ? Cô giả vờ như đang giúp bọn tôi, hóa ra đều là dối trá. Sao cơ, dám bảo tôi dối trá à? Tôi sẽ cho bạn biết thế nào là dối trá. Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau. Bà chỉ định nổ súng bắn răng rồi nhưng mà có đạn điếu đâu mà bắn, súng nước mà có ai sợ đâu, bắn làm gì cho người ta biết, người ta cười cho. Soho thì đi lên trên lầu kiểm tra người anh em chôn, bà chị bấm nút làm bom nổ banh nghĩa cái giường của ký túc xá người ta, rồi đè nghĩa lên đầu anh trai chôn, rồi máu chảy đầy cái đầu luôn má ơi, rồi còn thêm một cái lỗ to chà bá ở đây nữa chứ. Tôi không nghe được cái con nghĩa gì hết á đội trưởng AE. Thôi nào cậu đứng dậy đi, để tôi đưa cậu về phòng rồi mọi chuyện ta tính sau. Hỗ trợ tôi đưa cậu ấy rìa phòng là đồng chí Jo, không biết cậu ta ăn cái quái gì mà nặng y như một con heo nái, tôi đưa một mình không nổi. Lầy anh bạn, cậu cảm thấy sao rồi? Hình như tôi bị nhức con nghĩa nó rồi, không nghe thấy gì cả đội trưởng AE. Thôi kệ cậu ta đi, có lẽ thời gian sẽ chữa lành vết thương của cậu ta, hoặc là tiếng hát của em.b sẽ giúp cậu ta bị điếc, có vẻ em.b sẽ giúp được đấy. Tôi đã nói rất rõ ràng rành mạch là không muốn làm ai bị thương hết rồi mà, các người lỗ tay cây hay gì dậy mà không chịu nghe. Từ bây giờ, những con tin còn lại ở đây sẽ không có cơ hội nào được phóng thích nữa đâu, sống hay chết, chúng ta sẽ đi với nhau đến cùng. Cậu sẽ đem răng rô ra mà không cần sự cho phép của tôi à? Vì vụ nổ, bộ trưởng đang cho tiếp cận tấn công, ló nổ vì gang mu cố bỏ trốn và cả thân phận của tôi nữa. Ông ta nên cầu xin sự tha thứ chứ. Ở đây, giám đốc ANSP không phải chỉ huy kẻ thù chúng ta, ông ta là đồng minh sẽ đưa ta trở về an toàn. Tất nhiên ta không thể hoàn toàn tin tưởng ông ta, nên ta không thể thả răng rô, phải để ông ta thấy con gái mình còn an toàn. Cậu có chắc xử lý được hậu quả không? Răng rô là cô gái táo bạo, cậu nghĩ cô ấy sẽ ngồi yên ư? Bầu cử chỉ còn 8 ngày, kiềm chế bộ trưởng và thêm thời gian để làm những việc ưu tiên. Ok, cứ làm những gì mà cậu muốn đi, tôi không có ý kiến nữa. Mệt mỏi với cậu quá rồi. Còn má nó chứ, sao bọn mày dám cả gan nhốt tao dưới tầng hầm? Bọn mày muốn chết lắm à? Được rồi, lần này tao sẽ cho bọn mày được toại nguyện. Này thì dám nhốt tao lầy, này thì dám bỏ tao một mình lầy. Bố mày sẽ cho bọn mày biết thế nào là lễ độ. Đừng thấy bố mày đẹp trai khoai lang mà tưởng tao hiền như thằng cha Soho nha. Bố mày sẽ đấm bọn mày tới công chuyện nhập viện 7-7-49 ngày luôn, cho bọn mày chừa. Bố mày sẽ đập bọn mày như tử méo mó hết mặt mũi mặt môi mây mờ, để cho tía má họ hàng nội ngoại cháu chắt bọn mày nhìn không ra luôn. Dừng lại đây, cái thằng đầu bờ rẻ rách. Bố mày không thể nhân nhượng thêm được nữa, càng nhân nhượng thì bọn mày càng lấn tới. Con má nó, định mệnh cuộc đời ông mặt trời xa vời nơi phương trời, những vì sao sáng ngời ở trên bầu trời, thật là tuyệt vời. Con vịt trời ơi đất hỡi, cô vừa bảo tôi là cái thằng đầu bờ rẻ rách sao? Được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là rẻ rách 5 triệu. Lầy, cậu bỏ em yêu của tôi ra đi, làm cái đứa gì em yêu của tôi thế? Bỏ tay ra đi bạn ấy, đã bảo là bỏ em yêu của bố mày ra mà, cái thằng này đấm vỡ mồm bây giờ. Lầy, cậu đi theo dõi xem họ làm gì, có gì đáng ngờ thì bắn chít miệng họ cũng được. Bố cô muốn xác nhận là cô vẫn an toàn. Bố tôi sao? Dậy thì hãy để tôi nói chuyện với ông ấy đi, tôi sẽ thuyết phục ông ấy đưa tất cả chúng ta ra khỏi đây. Không có được nhà bé, tôi muốn ở bên cô thật lâu, vì cô là người làm trái tim tôi thấy bất đau, tôi không muốn ai đi cả đâu. Răng Rô nghe vậy có vẻ hơi bị dỗi, giật đứt quả dây chuyền trên cổ của mình. Anh được lắm, lầy thì văn với trả vợ, anh muốn tôi ở đây với anh luôn hay gì? Răng Rô vứt quả dây chuyền của Soho tặng, làm anh ấy hơi bị buồn một xíu, muốn gớt nước mắt luôn. Vứt rồi thì đi đây bà nội, tiếc nuối cái gì nữa. Răng Rô đi không đi đàng hoàng mà dậm chân má ơi, làm theo lời tôi nói. Nếu em nói ra điều gì ngu ngốc thì em cũng sẽ bị đứt giống quả dây chuyền lầy, rồi mau đi theo tôi đây bà nội. Nè, cho cô gặp bố của cô một xíu nè, xem mặt bố cô một xíu thôi rồi vào nha. Nè Răng Rô yêu của ta, bố ở đây nè con yêu. Gặp thế là đủ rồi, vào đây đây bạn ấy. Bố ơi, bố có thấy con không? Mọi thứ vẫn ổn với con nha. Anh trai ruột của con, bố hãy đưa tiễn Răng U thật tốt thay phần của con luôn nha. Nè Răng Rô, đi vào ngay đi. Cô muốn chết à? Rồi anh trai lọ kia đã lên đạn chuẩn bị sẵn sàng nổ súng, mau vào đi, đừng có khóc than gì nữa. Đứng đó chỉ làm đen ra thêm thôi chứ chẳng có lợi ích gì đâu. Bố ấy, hãy mau cứu con. Nghe thấy thế thì anh trai lọ kia nổ súng, làm cho bên ANSP giật hết cả mình cũng nổ súng theo, cầm trên tay quả M16 nổ súng liên hoàn. Ông bộ trưởng kịch liệt bảo họ dừng nổ súng, mà họ đeo quả mặt nạ
trùm kính đầu đen thui nên nếu nghe thấy gì có ai đó đang đi tới Soho thì đã bị trúng đạn sau màn xả súng đến từ vị trí của ANSP, mau chóng cùng Giang Dô chạy ra ngoài. Bà chị bác sĩ thì cầm súng định vào tham quan, cô ấy đã nói không thể tin bất kỳ ai và chuẩn bị nói ra cô là ai. Ây da, anh trai hơi bốc phét nha, tôi đã bảo cô là làm theo lời tôi nói cơ mà, sao cô không nghe chứ hả? Đồng chí Lim Soho, mời anh đứng sang một bên đê để tôi xử lý ẻm cho. Tránh ra đê bạn ơi, bạn không dám ra tay thì để tôi đứng đó làm rề cho cẳng đường cẳng lối của người ta. Bạn đứng ngay ngắn mà xem tôi làm rề với ẻm nè. Rồi bà chị bác sĩ giả dô cái mặt của Giang Dô một cái chát, u là trời đứa nào kiếm cho tao con dao coi, hết bị bà mẹ ghẻ tát, rồi tới bị bà chị này giả dô cái mỏ nữa chứ. Bà chị tới công chuyện giới tao rồi, lần này tao phải sát sanh, tao nhất định phải thay trời hành đạo. Bà chị còn bảo nhốt Giang Dô dưới hầm không cho ăn uống nữa chứ, thiệt là hết sức chưa? Sao cậu cảm thấy đau lòng lắm à? Hãy đi mà làm dịu với ông bộ trưởng trước đi. Ok được rồi. Nhìn Giang Dô bị tát vô mặt thì Soho sắp rớt nước mắt tới nơi rồi. Đi qua bên đây để tôi băng bó vết thương cho lầy. Cậu vẫn không chịu quan tâm cơ thể mình. Điều mà chúng ta cần bây giờ là Hana đến đây nhanh nhất có thể. Ông ta đe dọa tôi rằng có thể giết sạch chúng ta và họ có một số tiền khổng lồ, nhiều đến mức Bắc Hàn không bao giờ có thể chối từ. Là Nam Tae đã nói đấy. Vậy thì sao? Tôi đã nhờ Hana thu thập bằng chứng về động cơ thực sự của họ, nhưng tổ chức đã đảm bảo chúng ta sẽ trở về an toàn. Tôi đã nghi ngờ có căn cứ đấy. Tôi liều mạng để cố gắng bắt cóc giáo sư Han. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi đó chỉ để đảng cầm quyền Nam Hàn giành lại quyền lực. Đồng chí Park Gum Chul đã tự sát bằng việc dùng cyanua và các đặc vụ của ta đã chết trong cuộc giao tranh ở biển Tây. Tôi chắc chắn là họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ đã chết cho chính quyền Nam Hàn. Tổ chức sẽ đảm bảo một số tiền khổng lồ, nó sẽ giúp họ trở thành những người hùng. Nếu trở thành người hùng vì nền cộng hòa của ta thì tôi chắc gia đình họ sẽ yên lòng, nhưng bố mẹ họ liệu có vui với số tiền khi phải đánh đổi con cái mình hay không? Tôi phải sống sót trở về và mọi người cũng phải sống sót trở về để sống hạnh phúc cùng gia đình. Đó chính là lý do hơn cả khiến tôi cần biết thỏa thuận hai miền Nam Bắc là như thế nào. Tôi phải tìm ra bằng được. Anh có biết ai đã giúp tôi vào được đây không? Người được tổng thống yêu quý, tổng thư ký của đảng cầm quyền Nam Tae, ông ta là ứng cử viên tổng thống tương lai để trở thành bác sĩ của ông ta, đúng hơn là để ông ta quấn lấy ngón tay tôi. Nó đã lấy đi của tôi 17 năm thanh xuân và bây giờ đảng yêu cầu tôi mạo hiểm tánh mạng để đến đây và gửi anh trở về Bắc Hàn an toàn. Giờ hãy nói cho tôi, tổ chức sẽ bỏ rơi các anh sao? Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ nghi ngờ nào nữa, nên đừng nghi ngờ vô ích nữa, tôi sẽ không nghe đâu. Mau đưa những người khởi xướng vào văn phòng quản lý đi, ngay lập tức. Bà nhìn mặt tôi xem coi có muốn đi không. Bà chị bác sĩ từ phòng nghe lén bước ra rồi ngồi xuống ghế. Sao anh lại tra được tôi là gián điệp? Cô vừa đi ra khỏi căn phòng đó, cô vẫn không biết à? Nhờ máy nghe lén. Bà cô quản lý lại cài máy nghe lén cho học sinh và báo lại cho ANSP ư? Sao quản lý cao quý của chúng ta lại là gián điệp cho ANSP nhỉ? Dậy sao bác sĩ xinh đẹp của chúng ta lại là gián điệp Bắc Hàn nhỉ? Chúng tôi đã định thả mọi người sau 8 ngày, nhưng giờ vỏ bọc của tôi đã bại lộ, không biết cấp trên sẽ ra chỉ thị gì cho tôi đây. Điều gì có thể bảo đảm bí mật đây nhờ? Đừng nói là với tôi cô sẽ giết tất cả sinh viên, nếu muốn bịt miệng thì bắt buộc phải giết hết thôi. Nhưng cô có nghĩ rằng vỏ bọc của chúng ta được giữ kín mãi mãi, danh tính thực của cô sẽ bị tiết lộ vào một ngày nào đó như tôi đây? Đó cô sẽ nhận ra cô đã sống vô nghĩa. Thôi bà đừng có mà đạo đức giả. Tôi là người đã lên kế hoạch bỏ trốn, cô ấy không làm gì sai cả. Im mồm đê. Nếu chúng tôi phải giết một con tin thì anh sẽ là người đầu tiên đấy. Đúng vậy, vì anh xứng đáng. Được rồi, từ giờ hãy nhốt họ dưới tầng hầm đê. Ơ kìa, hello mọi người, sao mà mọi người cũng bị nhốt ở đây thế? Chúng ta đủ bốn tay rồi lầy, làm vài trận tiến lên cho ló xông đê. Mà bà chị bác sĩ cũng là gián điệp sao? Và ANSP đã cử cô ấy đến đây, nghĩa là cô ta thậm chí đã thâm nhập vào tổ chức. Anh và cô ta sẽ giết hết con tin để giữ kín danh tính của cô ta sao? Im mồm đê, con má ló bố mày nhức đầu lắm rồi. Bị bà chị bác sĩ niệm kinh từ chiều tới giờ chóng hết cả mặt, giờ tới anh nữa. Hành động ngu ngốc của anh đã đẩy con tin ở đây rơi vào tình thế nguy hiểm đấy. Anh muốn cứu Giang Dô đúng chứ? Tôi cũng vậy, tôi biết anh không muốn các con tin bị giết. Tôi cũng giống anh thôi. Cô ta sẽ vẫn trung thành với Bắc Hàn như bất kỳ điệp viên kỳ cựu nào, nhưng nếu cô ta phát hiện ra cấp trên đổi mạng đặc vụ của mình lấy tiền, tôi chắc chắn cô ta sẽ nghĩ khác. Hãy đưa con vợ Hana cảnh sát của tôi vào đây đi, cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, xin hãy đảm bảo tánh mạng cho Sanh Diên. Cậu biết họ vô tội mà, hãy giúp chúng tôi đi mà. Chúng tôi biết là cậu chắc chắn có thể làm được điều đó mà. Tôi biết anh là Blink mà, giúp chúng tôi đi, rồi tôi tặng anh vài cái album của Blackpink. Ơ kìa, không cần à? Hay là tôi mời anh về đóng MV cùng tôi cũng được. Ui chao, buồn quá, anh ta không cần mình nữa rồi. Rồi Soho đi nhặt lại quả dây chuyền mà Giang Dô đã vứt bỏ, khuôn mặt khá là cam chịu khi mà Giang Dô từ chối nó, đành phải đút vào túi thôi. Rồi đột nhiên Ung Chun đi ra. Hello đồng chí Lim, cẩn thận anh bạn ơi, màng nghĩ của tôi bị vỡ rồi, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi. Ha ha ha, thật là tốt, chắc vật cản đã ngăn dư chấn của vụ nổ đó. Mà các con tin đang ở trong phòng cầu nguyện sao? Tôi vẫn là gánh nặng cho cậu, thật là xấu hổ. Đồng chí Lim à? No no no, không phải vậy đâu. Mà cậu đói rồi đúng không? Có muốn ăn gì không? Cho tôi một giây suy nghĩ. À có rồi có rồi, tôi muốn ăn em chấm bi. Ý lộn, tôi nghĩ một bát súp gà sẽ sạc đầy điện cho tôi. Cháo hành của em chấm bi làm cũng được. Ok, tôi sẽ đem ngay cho cậu. Một cái máy quay phim sao? Họ muốn kiểm tra để đảm bảo con tin an toàn, nên Nam Tae muốn đưa một cameraman vào. Tôi chắc chắn danh tính của cô sẽ không bị lộ tẩy, cứ để bọn họ làm đi, nhưng không được đưa Hana vào. Nhưng đó phải là Hana, tôi cảnh cáo anh, tôi là chỉ huy, mạng sống người của tôi phụ thuộc vào tôi. Ngay cả khi tôi bị trừng phạt vì nghi ngờ cấp trên, tôi cũng phải tìm ra sự thật. Rồi bà chị bác sĩ đem quả súng lục ra lắp thêm quả giảm thanh vào. Cậu muốn tìm sự thật lắm à? Được rồi đi thôi, tôi sẽ giúp cậu. Rồi Soho vác AK quay lưng đi ra. Cái bà chị bị táo ngố nhập bắn bừa vào đầu Soho, nhưng mà điếu chúng ngay cái cột, làm Soho hơi bị sợ hãi các thứ. Rồi bà chị cầm chắc súng nhắm lại cho ngay ngắn đàng hoàng bắn thêm phát nữa, và Soho cũng đứng ngay ngắn cho bà chị bắn khỏi bị trực phát lào. Nhưng mà đợi bà chị ngắm quá trời mất thời gian, nên Soho hơi bị dỗi quay lưng bỏ đi miệng luôn, làm cho bà chị hơi bị cay cú thực sự. Hana sẽ vào cùng cameraman, tôi sẽ quay cả 34 người. Hana bị bắt nghĩa rồi ông ơi. Hana không ở đây anh bạn ơi. Tôi sẽ cử người khác. Không được nha. Cậu thích cô ta hay gì? Trong vòng 30 phút nữa phải đưa vào. What the hell 30 phút? Vô lý, má ló, cái thằng vô lễ lầy. Đây là hồ sơ ký túc xá sinh viên mà cô yêu cầu. Bà chị bác sĩ lật lật cái danh sách ra xem. Lật tới bà ghê bún ốc, nhân viên điện đàm trường đại học Hosu. Cô ta là nhân viên trực điện thoại ư? Đây có vẻ là ứng cử viên sáng giá để trông chừng sinh viên đấy nhỉ. Chỉ có 34 người thôi mà, tôi có thể lo được. Cậu phải để mắt đến Soho. Hãy giao Soho cho tôi nếu không muốn loại Soho. Ý tôi không phải như vậy. Tôi đã được giao một lệnh bí mật là để mắt đến cậu ta và giết không khoan nhượng. Nếu mà tôi thấy cậu ta đáng ngờ, bà ta nói Lim Soho có thể phản quốc bất cứ lúc nào. Ai nói vậy? Bộ An ninh Quốc gia, Phó Giám đốc Choi Soo-jeon. Bà ta nói vậy ư? Tôi hiểu rồi, cậu đi đưa bún ốc lại đây cho tôi đi. Bà ấy thậm chí không phải phụ trách của Soho. Vậy tại sao chứ?
Nếu muốn vỏ bọc của bác sĩ được bảo mật thì chúng ta phải giết toàn bộ con tin, nhưng Nam Hàn sẽ không cho qua. Thỏa thuận là để họ còn sống và đổi lấy 300 củ đô la. Từ khi nào mà chúng ta chỉ làm theo thỏa thuận với miền Nam dạy ta, và lại mục đích của họ là thắng bầu cử chứ không phải cứu sống con tin ha? Bởi vì con ngài, tôi đã bảo với đảng rằng ngài nếu còn đủ sáng suốt để đưa ra quyết định rồi, nên tôi sẽ là người đưa ra mọi quyết định từ bây giờ. Đây chính là quyết định từ đảng, ngài hiểu chứ? Đừng lo về con ngài, nếu cậu ta hy sinh vì đất nước, cậu ta sẽ được phong là anh hùng dân tộc, có lẽ ngài sẽ rất vui đúng không nhờ? Nhìn cái mặt ngài là biết ngài vui vãi chững rồi. Tôi nên vui nhờ sự hy sinh của con trai mình à? Nếu một trong những gián điệp trong ký túc xá là con trai cô, liệu cô có làm như bây giờ không? Đương nhiên, đó là cái chết trong danh dự nhất mà bất cứ ai cũng mong muốn. Hãy báo tin cho tôi đi, để bảo vệ danh tính của bác sĩ, trước ngày bầu cử phải giết toàn bộ con tin. Ok thưa bà phó giám đốc, bà được lắm, để xem bà ở vị trí này được bao lâu. Tôi đưa bún ốc tới rồi nè chị ấy. Hầu hết mọi người sẽ không dám động đến tiền của điệp viên. Tôi đoán là cô thực sự cần tiền. Sorry, tôi tưởng đó là cái bịt rác nên tôi định đem bỏ thôi, chứ ai biết nó là tiền đâu. Cô muốn sống chứ, nếu không thì tôi sẽ bỏ cô vô bịt rác. Nếu có thì từ bây giờ hãy quản lý và theo dõi các con tin tôi. Sao cô không muốn làm sao? Đỏ có lưng đừng có lo, nếu như cô chấp nhận thì bịt rác đó sẽ là của cô hết. Bọn tôi chỉ xin lại cái nịt thôi, không phải là tôi đưa cho cô sự lựa chọn, mà đây là một lời đề nghị. Tôi có một cô em gái, em ấy đủ thông minh để đi nước ngoài du học, vì vậy cha mẹ tôi đối xử với tôi như một kẻ vô tích sự. Họ chỉ quan tâm đến em gái tôi, nhưng khi con bé ở Đức, một gián điệp Bắc Hàn đã thuyết phục cô ấy tham gia cùng họ. Sau đó, trong khi bị thẩm vấn vì tội gián điệp, em ấy đã chết. Vì vậy nếu tôi giúp cô và cuối cùng cũng bị bắt vì tội gián điệp, sẽ không ai bên ngoài ký túc xá phát hiện cả. Đừng lo lắng, nhưng sinh viên thì sẽ biết, như tôi đã nói là đừng lo lắng gì cả, để chứng tỏ rằng tôi đánh giá cao giá trị của cô. Đồng chí Joe, đưa cho cô ấy tiền lương 10 năm. Ơ kìa, không phải nguyên bịch à? Còn cây súng này sẽ giúp cô an toàn, nếu cho cô nguyên bịch thì chúng tôi lấy cái điếu gì mà ăn? Thôi hãy nhận lấy nó đi, đừng có đòi hỏi nhiều quá. U là trời, cái thể loại gì đây chứ? Tiền lương gì 10 năm mà có một bó tiền lầy thôi sao? Làm sao mà đủ để đặt hàng Shopee đây trời? Nhưng theo lời cô ta nói, thì chắc là cô ta đang lên kế hoạch giết hết tất cả mọi người. Nếu như mình không chấp nhận đề nghị này, chắc là cô ta sẽ giết mình mất thôi. Phải mau tìm cách thôi nào. Có phải cô làm gián điệp ANSP vì Giang Dô không? Họ làm cho cô căn phòng đó vì lý do an ninh sao? Để trong trường Giang Dô, cô quan của tôi đã đe dọa cô bắt cô làm điều đó phải không cô Pi? Không phải nha, đừng cố gắng tìm hiểu nữa. Tôi là gián điệp cho ANSP hoàn toàn là sự thật, nhưng Dong Min đã phản đối, vậy mà cô lại để cô ấy như vậy. Rồi bà cô dằn vặt đau khổ nhớ lại chuyện quá khứ xưa ơi là xưa, bà cố nội luôn. Nhắc lại theo tôi, gián điệp đến trong hỗn loạn và thịnh vượng đến trong hòa bình, cô thực sự rất là ngoan cường. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, nếu tôi nói cô là gián lan thì cô là gián điệp. Chắp tay cầu xin thần tài cái gì, mau nhìn xuống dưới xem cái gì đang cong xuống đây. Lạnh quá phải không? Quyết định nhanh đi nào. Được rồi, cô đã từng đến Bình Nhưỡng với cờ rất cửa cô, đúng chứ? Khi tôi biến ai đó thành gián điệp thì tôi cảm thấy như tôi đang yêu vậy. Tôi đã theo dõi cô trong vài tháng qua, tôi đã làm việc rất chăm chỉ để biến cô trở thành một điệp viên. Cô là gián điệp phải không? Còn má ló, mau nói đi, tôi quăng cô xuống chết miệng bây giờ. Tôi lóng rồi đó nha. Được rồi, tôi sẽ nói, tôi sẽ cho ông biết tất cả mọi thứ. Tôi thề luôn ý, đừng có quăng tôi xuống, chết miệng tôi nha, không chịu đâu. Tôi có cảm giác cô có mối quan hệ mập mờ với ANSP, có cái nịt bị quấy rầy bởi những tên khốn không phải là một mối quan hệ. Sau khi giết hai người vô tội, vì tội gián điệp bọn chúng đã được trao huy chương và tiền thưởng. Thì ra chuyện là như thế sao? Chắc là cô cay họ lắm nhở? Kẻ đã hành hạ tôi một cách tàn nhẫn nhất rơi nước mắt trước mọi người. Trong ngày tôi được trả tự do, cái vẻ mặt của hắn giống y hệt cậu bây giờ, nhưng mà khác mỗi cái mặt. Rồi bà cô rơi lệ, đau đớn trong lòng, đau đớn tột độ, đau khổ tột cùng, đau khổ đến mức giật đùng đùng, dãy đành đạch. Bắt đầu từ hôm nay, Bún Ốc sẽ quản lý và theo dõi tất cả các bạn nha. Mọi người có cảm thấy bất ngờ và vui vẻ không nào? Các bạn phải tuân theo mệnh lệnh của Bún Ốc, đừng có mà cãi lại cô ấy nha. Ai không vâng lời cô ấy hoặc không vâng lời tôi thì đừng trách tôi vô tình. Tôi sẽ giết người đó một cách không thương tiếc. Được rồi, các bạn hãy làm quen một xíu với hình ảnh comeback hoàn toàn mới mẻ của Bún Ốc đi nào. Rap name của cô ấy là Bún Z nha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói tôi nghe có chuyện gì đê Bún Ốc? Cô đang nghe theo phe của gián điệp đúng chứ? Theo phe gián điệp sao? Cẩn thận cái mồm của cô đê. Tôi chỉ làm công ăn lương thôi, hết hợp đồng thì nghỉ. Tôi sẽ cosplay copy để giám sát mọi người. Ây da, chúng ta là ai? Học sinh mẫu giáo sao? Bây giờ cô thậm chí đã trở thành tay sai cho gián điệp sao? Sau khi chúng tôi được thả, tôi chắc chắn rằng cô sẽ phải ngồi tù ăn cơm nhà nước. Rồi Hezong bị tát vào mồm một cái mộp, định cởi áo ra chơi khô máu với Bún Ốc, nhưng khi quay lại thì thấy cô ấy cầm súng nên thôi em không chơi đâu, em còn phải học bài. Đúng vậy, tôi là một tên trộm cắp đấy. Vô số chiếc nhẫn mà cô nhận được từ anh chàng này, anh chàng nọ kia lọ chai, đôi giày hay váy mà cô đã mua, những bộ outfit như Gucci luôn vui tươi, Prada, Dior, Burberry, Dolce, Versace, Fendi, Saint Laurent, tôi đều trộm hết đấy. Các người luôn coi thường tôi, cười nhạo chê bai tôi, phỉ báng, xúc phạm tôi, bây giờ tôi sẽ trả lại hết. Hãy xem cảm giác bị bắt nạt bởi Bún Z là dư thế nào, hãy từ từ mà cảm nhận. Tôi chơi hơi bị đẹp mà, cô đồng ý không? Cô Heza đưa tay qua đầu và úp mặt xuống đê. Tất cả các người mau cúi đầu xuống hết đê, nhanh lên. Ái cha cha, cầm quả súng trên tay trong cũng quyền lực phết nhờ. Vị trí này cũng được của nó đấy. Camera gì mà nặng như quỹ, tôi sẽ báo qua radio cho cô khi tôi hoàn thành. Còn bằng chứng thì sao? Đây này, cho tôi gặp anh yêu của tôi một xíu đê. Chồng sắp cưới của cô đang an toàn, vì vậy đừng lo lắng, chỉ một phút thôi. Được rồi, lấy ló đê, để có được cái này. Một người đã chết trong phòng thẩm vấn của ANSP, vì vậy hãy nghe ló một cách cẩn thận. Tôi đã mang cái này cho anh bởi vì tôi nghĩ anh hoàn toàn khác với Gum Chon, người đã tự sát bằng cyanua. Ít nhất thì cậu cũng nên đưa nước cho Giang Dô và cô Pi chứ cậu kia. Cậu định trói chúng tôi trong bao lâu nữa? Lầy đồng chí bác sĩ muốn gặp cậu đấy. Tôi không có rảnh đâu mà kêu đi gặp hoài nha. Lầy mau thả chúng tôi ra đi, đứng đó làm cái gì? Bố mày nếu thích thả đấy thì làm sao nào? Má cái thằng hỗn láo này. Cậu đang làm cái gì một mình đấy? Tôi đã báo tin nhắn về việc vỏ bọc của cô đã bị lộ và hỏi họ phải làm gì tiếp theo, nhưng họ điếu hồi âm. Tôi định hỏi lại đây, đó là vấn đề quan trọng nên cần phải có thời gian. Mà tổ chức có biết con gái bộ trưởng ở đây không? Họ biết hết rồi nha. Ok, dậy cậu làm gì làm đi, tôi sẽ đứng ở đây chờ. Rồi Soho lại ngồi dịch mấy cái số chết tiệt này, thiệt là mệt mỏi, nhức hết cả cái đầu. Giết hết tất cả các con tin trước khi bầu cử. Soho đau buồn trong màn đêm Loki khi biết bố mình vẫn là chủ tịch của UFD và ông ấy vẫn bỏ rơi mình như ngày xưa ấy. Sắp rớt nước mắt tới nơi rồi, nhưng mà dặn lòng là con trai thì phải mạnh mẽ, không được khóc lóc mít ướt sức mướt.
còn bà chị bác sĩ thì đang đốt than đỏ rực ngồi nướng khô mực, rồi kêu Soho ra làm vài ly dài sầu ực ực ực. Đột nhiên anh trai cảnh sát lại từ đâu ra và dí súng vào đầu bà chị bác sĩ. Nè, nhậu một mình không kêu tôi hả bà nội? Đứng dậy rồi giơ tay lên, nếu không thì tôi cho nhậu kẹo đồng với rượu huyết thượng hạng đấy nha. Rồi đột nhiên Soho cũng xuất hiện ở đây, làm bà chị bác sĩ hơi bị bất ngờ nhẹ. Rồi Soho tiến đến tịch thu quả súng lục kẹp dưới nách nhét trong cái quần của bà chị bác sĩ, định dí thêm cây súng vào đầu bà chị cho chẵn hai cây súng. Ây da, anh em đến đông đủ quá nhỉ, nào ngồi xuống chúng ta cùng nhậu đê. Ok, tập 10 phí nịt ở đây, hãy cùng đón chờ tập 11 xem họ có ngồi xuống nhậu cùng nhau không, hay Soho sẽ làm gì với bà chị bác sĩ đây.